Đẹp chưa? Thấy con này được không? Đẹp rồi, ok. Các bạn từ thôi. Rồi chào 31 chị đang xem livestream đầu tiên buổi trưa ngày nay của Quimission các chị nhá. Như caption hôm nay em đang viết rằng là hôm nay bọn em sẽ bán phi lợi nhuận đấy các chị ơi, không lợi nhuận luôn. Đó chính là hôm nay xả toàn bộ tất cả những mặt hàng sơ mi với giá là 18k cực kỳ rẻ cho buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Và những chị nào mình đang nhìn thấy em rồi, đang hào hứng với những chiếc áo sơ mi này rồi thì hãy nhanh chóng vào đây cho em xin những dấu chấm đi ạ. Để em chào hỏi các chị trước khi mình vào với chương trình mua giá 18k nhá. Xả tất cả toàn bộ mặt hàng sơ mi buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Rồi sơ mi cực kỳ xinh đẹp các chị ơi, mặc cực kỳ xinh luôn này. Ok, chào chị Ngố Nhung nha, Trang Khẩy này, Thái Thanh Hà này, ok chị Thị Phương Thanh Võ nha. Ok, chào tất cả các chị luôn, mình hãy nhanh chóng vào livestream với em đi ạ. Trưa nay xả tất bộ mặt hàng sơ mi nha, em đang mặc trên người luôn ạ. Có chị nào mình thích cái chiếc sơ mi đang mặc trên người không nhá? Thì hãy nhanh chóng vào đây nào cho em xin những dấu chấm đi ạ. Những dấu chấm thì em chào các chị trước nhá. Ok, chào chị Trang Amel này, đúng rồi, áo này hôm nay siêu xinh luôn. Một cập nhật một siêu phẩm sơ mi nữa mang về bán cho các chị buổi trưa ngày hôm nay với giá 18k đấy ạ. Những chị nào mình đang nhìn thấy em thông qua livestream rồi thì hãy cho em xin những dấu chấm nào. Đang là giờ nghỉ ngơi của các chị đúng không ạ? Vì thế mình hãy nhanh chóng vào livestream của em đi. Hôm nay đảm bảo là mua với giá cực kỳ rẻ và với thao tác cũng cực kỳ là đơn giản cho buổi trưa ngày hôm nay các chị nhá. Rồi chào chị Nhàn Lê này, ok Trang Khẩy nhá. Thị Phương Thanh Võ này. Rồi chị Mộc Miên nhà lát em sẽ check inbox chị sau. Những chị nào mình đã thích chiếc áo sơ mi này thì hãy nhanh chóng vào livestream của em đi ạ. Và vào rồi thì hãy đánh dấu một dấu chấm nào để mình thông qua với những cái màn chào hỏi trước đã. Rồi em sẽ bắt đầu công bố chương trình mua giá 18k buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Rồi hứa hẹn là cực kỳ nhiều luôn nha. Hôm nay sẽ bán cho các chị cực kỳ nhiều luôn bộ áo sơ mi. Rồi Kim Dung Trần, đúng rồi chị ơi, hôm nay bọn em xả 18k thôi ạ. Sẽ xả 18k cho riêng buổi trưa ngày hôm nay nha. Hôm nay xả không lợi nhuận luôn, vì thế mình hãy tương tác nhiệt tình với Queen buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Em có nhìn được chị Nguyễn Minh Hồng Nguyễn nha. Rồi, chị Hà Duyên rồi, xin chào tất cả các chị. Đợi lên người vào đông đông một chút nữa thì em sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay các chị nhá. Ok, chị Ngố Nhung này, Cherry Ngân Bảo này. Rồi Thuận Nguyễn nha, Kiều Ngô nha, Viếng Tình này, Nguyễn Thanh Bình, Thành Lê, Nguyễn Vịt nha. Rồi ok, em chào tất cả các chị luôn ạ. Hãy nhanh chóng vào livestream của em nào. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu công bố luôn cái chương trình 18k xả toàn bộ sơ mi các chị nhá. Những chị nào mình đang thích chơi sơ mi là mặc trên người thì hãy vào đây nhanh chóng nào. Comment là 18k kèm theo màu được không ạ? Rồi em đang mặc sơ mi là màu đỏ, cách mặc sẽ là màu đen, đây sẽ là màu xanh rêu này, màu trắng nha và màu hồng phấn nữa. Có tất cả là 5 màu cho các chị lựa chọn. Những chị nào mình thích màu nào thì mình hãy nhanh chóng comment cho là 18k kèm theo màu đó đi ạ. Và quay ra chia sẻ livestream cho em. Mình chia sẻ cho em trên trang cá nhân của mình 2 lần bật độ em chế độ công khai nha. Và quay ra chia sẻ cho em trong các hội chợ, trong các nhóm, trong các group. Ví dụ như tâm sự Eva dọn nhà đỡ chặt hội chợ online chợ tốt, mình tham gia ở nhóm nào thì mình hãy chia sẻ cho em một nhóm đó đi ạ. Rồi 7 lần chia sẻ thôi là mình đã được sở hữu một chiếc áo vô cùng là xinh đẹp như thế này nhá. Rồi một chiếc áo luôn đấy ạ. Chân váy thì kèm với cả chiếc áo này cực kỳ là ok. Nếu mình không thích mặc váy, một chiếc quần cái gì nữa cũng rất là xinh luôn các chị nhá. Với giá là 18k cho buổi trưa ngày hôm nay thôi ạ. Rồi hôm nay hứa hẹn là sẽ tặng cực kỳ nhiều chị luôn. Vì hôm nay bên em tặng quà, tặng giá phi lợi không lợi nhuận luôn nha các chị ơi. Nên các chị hãy yên tâm đi ạ. Những chị nào comment chia sẻ tương tác nhiệt tình với Queen buổi trưa ngày hôm nay là mình đã được sở hữu những chiếc áo siêu xinh như mặc trên người đấy ạ. Một chút thắt cổ nơ và bèo một chút này tạo cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng điệu đà xinh xắn các chị nhá. Chất vuông này mặc bao mát mẻ cho các chị luôn. Chị nào mình đã thích rồi thì nhanh chóng comment 18k kèm theo màu đi ạ. Và hãy nhanh chóng chia sẻ livestream cho em. Hôm nay sẽ tặng cực kỳ nhiều luôn đấy ạ. Và nhớ là đừng rời khỏi màn hình nha. Và mình phải chia sẻ thật sự thì mình mới được tặng món quà này các chị nhá. Và nhớ là hãy tương tác đi ạ. Bởi vì bọn em đã đem ra những cái món quà, những cái chiếc áo sơ mi cực kỳ là xinh bán cho các chị rồi. Thì mình hãy nhanh chóng tương tác với bọn em cực kỳ nhiệt tình buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Rồi sơ mi voan mặc cực kỳ chất, rất là mát các chị ơi, rất là mát luôn nha. Ok, Vũ Thu Thủy này, Thanh Tâm này, Nga Hưng này, những chị nào mình comment cũng như chia sẻ đầy đủ rồi thì quay ra thông báo cho bên em biết rằng là đã chia sẻ đúng không ạ? Đã chia sẻ để bên em sẽ tìm các chị nhá. Tìm những chị nào hôm nay comment chia sẻ đầy đủ để gửi tặng các chị món quà, đó chính là một chiếc áo sơ mi voan như thế này với giá là 18k. Và những chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment và chia sẻ tương tác nhiệt tình với Quimission buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Ok, Nhung Huỳnh nha, Khuê Phạm, Hoài Thương này, Nga
vùng này, đúng rồi, 18k các chị ơi. Em đang mặc là màu đỏ này, đây sẽ là màu hồng nha, rồi màu hồng, màu trắng này các chị ơi, và đây sẽ là màu xanh rêu. Màu đen là cái đang mặc nữa, mình thích lấy màu gì thì mình comment cho em màu đó đi ạ. Rồi trưa nay tặng rất là nhiều luôn nha các chị ơi, tặng rất là nhiều luôn, chỉ bằng hình thức đó chính là comment và chia sẻ là mình đã được sở hữu những chiếc áo này rồi. Một ngày bọn em livestream đã tặng cho không biết bao nhiêu chị luôn đấy ạ. Và những chị nào mà mình từ trước đến giờ chưa được sở hữu những cái món quà cực kỳ sốc như thế này bên Queen Fashion thì trưa nay là một cơ hội cực kỳ tốt nha. Hãy nhanh chóng comment chia sẻ đi ạ. Và những chị nào mình comment cũng như là chia sẻ đầy đủ rồi, thao tác đầy đủ rồi thì hãy thông báo cho bên em biết được không ạ? Để bên em sẽ gửi tặng các chị món quà, đó chính là những chiếc áo sơ mi xinh đẹp như thế này với giá là 18k của trưa ngày hôm nay được không ạ? Ok, Thu Thu nha, Kim Quy Cao này, Trần Linh này, Mỹ Phạm này, Thu Duy này. Ok, rồi những chị nào mình comment cũng như chia sẻ thực sự rồi nha, thì quay ra comment rằng là đã chia sẻ đúng không ạ? Để bộ phận kỹ thuật bên dưới bên em sẽ tìm được các chị chia sẻ đầy đủ chưa? Để gửi tặng các chị món quà, đó chính là những chiếc áo sơ mi xinh đẹp như thế này với giá là 18k đúng không ạ? Rồi, nhớ là phải chia sẻ cho em trên trang cá nhân và chia sẻ nhóm nha. Nhớ là phải chia sẻ bởi vì chia sẻ đó chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định rằng là mình có được sở hữu chiếc áo sơ mi này không ạ? Rồi, hôm nay cực kỳ nhiều luôn các chị ơi, rất là nhiều luôn nha. Rồi, nhanh chóng comment chia sẻ nào, 2 lần trên trang cá nhân của mình và quay ra chia sẻ cho em 5 lần cho các hỗ trợ đi ạ. Chỉ có 7 lần chia sẻ thôi là mình đã được sở hữu chiếc áo sơ mi cực kỳ đẹp như thế này. Mặc đi làm đi chơi công sở rất là ok đó chị nhá. Thời tiết thì càng ngày càng nóng lên rồi, đi việc sở hữu trên cái chiếc sơ mi lụa như thế này cực kỳ là ok và rẻ luôn đúng không ạ? Rất là rẻ luôn, 18k các chị không mua cái gì ngoài chợ. Nhưng mà các chị đã mua được một chiếc áo sơ mi trên Queen Fashion bằng cách comment và chia sẻ rồi đấy ạ. Ok, rồi nhanh chóng nào. Những chị nào mình comment chia sẻ đầy đủ rồi thì thông báo cho bên em biết được không ạ? Minh Nguyễn Hồng nha, Mỹ Phạm này, chị Huế này, Thu Huyền này, rồi ok tất cả các chị. Những chị nào mình comment chia sẻ đầy đủ rồi thì hãy thông báo cho bên em biết được không ạ? Để bộ phận kỹ thuật bên em bên dưới sẽ nhìn thấy các chị rõ hơn để kiểm tra những chị nào comment chia sẻ đầy đủ để gửi tặng các chị nha. Còn tuyệt đối những chị nào mình không chia sẻ thì không vào comment là đã chia sẻ để bọn thì bên em cũng sẽ không tặng đâu ạ, không tặng cho những chị nào mà không tương tác với Queen Fashion buổi trưa ngày hôm nay đâu ạ. Rồi gồm 5 màu cho các chị lựa chọn này. Em đang mặc một là màu đỏ, canh mặc sẽ là màu đen. Rồi đây sẽ là màu xanh rêu nha các chị nhà, xanh rêu cực kỳ lạ mắt này. Đây sẽ là màu trắng, rồi màu trắng và đây sẽ là màu hồng. Đó, mình thích lấy màu gì thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. 18k kèm theo màu và chia sẻ livestream mình thật nhanh nha. Chỉ 7 lần chia sẻ, chị ơi không cần phải chia sẻ quá nhiều đâu ạ. 7 lần thôi là mình đã được sở hữu những chiếc áo vô cùng là xinh đẹp như thế này rồi. Ok, Trần Ánh Ngọc nha, Minh Nguyễn Hồng rồi, Mi Phạm Chi Huế. Những chị nào mình chia sẻ được bao nhiêu lần rồi thì hãy thông báo cho em biết được không nhỉ? Và những chị nào mình từ trước đến nay chưa có cơ hội mua một cái chiếc áo sơ mi đẹp như thế này bên Queen Fashion thì hôm nay là một cơ hội cực kỳ tốt đấy ạ. Hãy nhanh chóng comment cũng như chia sẻ, tương tác nhiệt tình với bọn em buổi trường ngày hôm nay để được sở hữu những chiếc áo như thế này nào. Rồi 18k nha các chị ơi, Lê Nhung này, Lãnh Bế này, Thủy Hoàng này, Thiên Lý này, Ngọc Huyền này, Khuê Phạm này, Châu Gia Huế này. Rồi lấy màu xanh rêu comment 18k kèm màu xanh rêu đi ạ. Và quay ra chia sẻ cho em nha. 2 lần trên trang cá nhân của mình và nhớ là bật hộ em chế độ công khai, đừng để chế độ mình tôi hay bạn bè mà bên em sẽ không nhìn thấy các chị đâu ạ. Và quay ra chia sẻ cho em trong các nhóm, cho các hỗ trợ các chị nhá. Trong các group mình tham gia ở nhóm nào thì mình hãy chia sẻ cho em ở nhóm đó đi ạ. Rồi và lên đến 600 người em sẽ công bố những chị nào hôm nay comment và chia sẻ đầy đủ gửi tặng các chị chiếc áo như thế này với giá cực kỳ sốc luôn đúng không ạ? 18k nhìn như không tin vào mắt mình luôn, nhưng đấy là sự thật luôn các chị nhá, sự thật luôn. 18k chỉ bằng hình thức comment và chia sẻ. Hôm nay bạn em thanh lý nha các chị ơi, thanh lý nên là cực kỳ nhiều luôn đấy ạ. Nhưng chị nào mình muốn sở hữu với giá siêu rẻ như thế thì hãy nhanh chóng bấm nút comment cộng chia sẻ nào để được sở hữu những mẫu áo cực kỳ xinh đẹp và tuyệt vời như thế này đấy ạ. Rồi lên đến 600 người em sẽ công bố được không ạ? Ok, Chi Phương nha, Nguyễn Vân này, Thủy Hoàng này, rồi Trần Thị Ánh Ngọc nha. Ok, tất cả các chị luôn ạ. Những chị nào mà mình chia sẻ đầy đủ rồi thì hãy thông báo cho em biết đi nào. Bằng câu đã chia sẻ để bộ phận kỹ thuật bên em sẽ tìm người được không ạ? Ok, Nguyễn Thị Thoa này, Phan Kiều này, 18k nha các chị ơi, 18k. Rồi Oanh Phạm nha, rồi những chị nào mình hôm nay comment chia sẻ đầy đủ thì yên tâm rằng là mình sẽ có quà. Và nhớ là phải 7 lần cho em các chị nhá. Chỉ có 7 lần chia sẻ thôi ạ, không phải là mini game mà chia sẻ quá nhiều đâu. 7 lần thôi là mình đã được sở hữu những chiếc áo siêu xinh như thế này rồi. Rồi nhanh chóng đi ạ các chị ơi, mình phải nhanh chóng nào. Ok, Phan Kiều này, Giang Thủy 42kg vừa sinh luôn chị ơi. Rồi Gấu Béo nha. Rồi Cát Tường này, Thùy Dương này, Hà Linh Kim này, Chi Huế, các chị yên tâm là mình mặc. Rồi mình yên tâm là kiểu gì mình cũng sẽ mặc vừa các chị nhá. Ok. Trần Thị Phan này, Oanh Phạm này, rồi ok tất cả các chị. Hãy nhanh chóng comment và chia sẻ tương tác nhiệt tình với Queen buổi trường ngày hôm nay đi ạ.
Ok, nhắn tên là fan nha. Rồi các chị ơi, lên 600 người đi ạ. Em sẽ công bố những chị đầu tiên sở hữu được chiếc áo sơ mi này với giá 18k được không ạ? Thời gian vẫn còn và cơ hội vẫn còn cho những chị nào mình chưa vào comment và chia sẻ nha. Và những chị nào mình vừa vào cái livestream của em thì hãy mau chóng nhập cuộc, comment, chia sẻ, tương tác nhiệt tình với Queen buổi trường ngày hôm nay đi ạ. Hôm nay xả thanh lý luôn các chị nha, xả thanh lý áo sơ mi luôn với giá là 18k. Rồi, 18k cho buổi trường ngày hôm nay các chị nhá. Lên đến 600 người em sẽ công bố được không ạ? Rồi ok, Vân Hồng nha, Thu Huyền này, Thanh Xuân này, Mỹ Ti này, đúng rồi. Việc sở hữu cho những cái chiếc áo sơ mi này trong cái thời tiết nóng này cực kỳ ok đúng không ạ? Sơ mi là cái loại trang phục mà không thể thiếu trong tủ quần áo của mỗi chị em phụ nữ mình rồi. Nên là càng ngày càng nhiều loại sơ mi ra đời đúng không ạ? Nên mỗi loại một kiểu và mình rất là dễ mặc thôi và lại còn giá rẻ nữa. Thì còn chần chừ gì nữa mà không comment và chia sẻ vào nào. Rồi nhanh chóng comment chia sẻ, tương tác nhiệt tình với bọn em buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Rồi 18k chị ơi, 18k và thành tích comment và chia sẻ. Sao lại không nhận được nhỉ? Đây rồi. Mấy chị đó là chị gì đã chia sẻ đây? Rồi đây em sẽ đọc có những chị là không chia sẻ một lần nào các chị nhá. Không chia sẻ một lần nào đây ạ. Em cũng sẽ công bố luôn. Đây nha, như chị Kim Quy Cao đây ạ. Vào comment là đã chia sẻ nhưng thực ra chưa chia sẻ một lần nào. Đó, những chị này thì mình sẽ không đồng mua với sản phẩm là 18k đâu ạ. Giá cực kỳ rẻ các chị ơi, vì thế nên mình hãy chia sẻ đi ạ. Chị thứ hai này, tiếp tục là một chị thứ hai em cũng sẽ công bố luôn nha. Đó, chị thứ hai là chị Chi Phương nha, mẹ Nhật Anh đây. Không chia sẻ một lần nào nhưng lên comment là chia sẻ. Và hai chị này mình cũng sẽ không đồng mua với giá 18k đâu ạ. Rồi ok, chúc mừng chị đầu tiên luôn. Lên đến 600 người đi ạ, em sẽ công bố chị đầu tiên được không nào. Lên đến 600 người nha, công bố chị đầu tiên sở hữu chiếc áo sơ mi thế này với giá 18k luôn ạ. Rồi 600 người đi các chị ơi, 600 người em sẽ công bố luôn chị đầu tiên sở hữu được chiếc áo sơ mi siêu xinh giá cực kỳ rẻ như thế này, kèm theo đó chất bao mát với giá cực kỳ sốc 18k cho buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Lên đến đúng 600 người nha, em sẽ công bố này. Ok, Chi Phương này, Xuân Oanh này, rồi những chị nào hai chị vừa nãy em đọc điển hình là không hề chia sẻ một lượt nào chị nhá. Nhưng đi vào đây comment là đã chia sẻ, vì thế mình sẽ không được sở hữu cái món quà của bên Queen Vision buổi trường ngày hôm nay đâu ạ. Rồi, lên đến 600 người em sẽ công bố được không ạ? 600 người em sẽ công bố chị đầu tiên luôn. Những chị nào mà mình chưa chia sẻ thì hãy nhanh chóng chia sẻ nhá. Và những chị nào mà mình chưa comment 18k thì comment thật nhanh đi ạ. Lên đến 600 người các chị ơi. Trang Moon, ok, Mỹ Phạm này, mạng lắc quá. Chị ơi, mình có thể thoát ra vào lại cho bên em được không ạ? Bên em kiểm tra mạng vẫn ổn đó chị nhá. Rồi thì bây giờ em sẽ công bố luôn. Thu Duy nha, chúc mừng Thu Duy sẽ là chị đầu tiên sở hữu được chiếc áo sơ mi bên em với giá là 18k đấy. Chị đã bật chế độ công khai kia chia sẻ các chị nhìn rõ không ạ? Những chị nào mà chia sẻ nhiệt tình như bên như chị này, bên Queen thì chắc chắn là mình sẽ được sở hữu một món quà, đó chính là những chiếc áo sơ mi siêu đẹp, siêu đáng yêu như thế này. Ok rồi, nhanh chóng nào các chị ơi, những chị nào mình chưa chia sẻ thì hãy thật nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Kim Vui Nguyễn rồi, ok Huệ Đình nha, Đoàn Hương rồi, những chị nào mình chia sẻ đầy đủ rồi thì hãy thông báo cho bên em biết được không ạ? Thông báo cho bên em biết nào là đã chia sẻ để bộ phận kỹ thuật bên dưới bên em sẽ tìm người, tìm ra những chị nào comment chia sẻ đầy đủ để gửi tặng các chị được không ạ? Rồi lên người lên khoảng 700 người nha, em sẽ công bố tiếp tục được không nào? 700 người nha các chị ơi. Vì thế những chị nào mình chưa chia sẻ thì cơ hội vẫn còn, những chị nào chia sẻ và những chị nào mình chưa comment hãy nhanh chóng comment, còn nếu như comment rồi thì hãy quay ra thông báo cho em là đã chia sẻ đúng không ạ? Để bên em sẽ gửi tặng các chị những món quà cực kỳ rẻ như thế này nha, giá siêu sốc luôn 18k cho mấy chị áo sơ mi buổi trường ngày hôm nay. Rồi ok, lên đến 700 người em sẽ công bố tiếp tục đúng không ạ? Công bố tiếp tục những chị nào được mua chiếc áo sơ mi này với giá 18k. Thời gian vẫn còn và cơ hội vẫn còn cho những chị nào mà mình vừa vào xem livestream của em. Hãy nhanh chóng chia sẻ cho em trên trang cá nhân của mình hai lần, bật của em chế độ công khai này và quay ra chia sẻ cho em trong các nhóm, trong các hội chợ, trong các group đi ạ. Mình tham gia ở nhóm nào thì mình hãy chia sẻ cho em nhóm đó nha. Và lên đến 700 người em sẽ công bố tiếp tục được không ạ? Những chị nào mà mình hôm nay được mua với giá là 18k, bọn em sẽ ghi bình luận rất là rõ luôn các chị nhá. Nên mình cứ yên tâm điện, những chị nào mình comment chia sẻ đầy đủ là yên tâm, kiểu gì cũng sẽ có phần luôn. Chỉ bằng hình thức comment và chia sẻ, thao tác quá là đơn giản để được sở hữu chiếc áo sơ mi như này đúng không ạ? Còn chần chừ gì nữa mà không comment và chia sẻ với ông nào. Rồi mình thật nhanh chóng với các chị ơi, thật nhanh chóng nào. Sơ mi cực kỳ mát, mặc cho cái thời tiết mùa hè cực kỳ ok, giá lại quá là rẻ luôn đúng không ạ? Sơ mi dáng lưng như các chị ơi, cổ bèo cực kỳ xinh, thắt nơ ở cổ này đảm bảo bao đẹp luôn. Rồi chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment nào. 18k kèm màu và quay ra chia sẻ livestream thật nhanh cho bên em đi ạ. À, 38 à?
Rồi khi trong khi đợi lên đến 700 người thì em sẽ quay ra bán hàng một chút nhá. Những chị nào mình muốn sở hữu luôn cái chiếc áo sơ mi này thì hãy nhanh chóng comment cho em là A38 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mẫu này có giá là 150.000 nha các chị nhá. 150.000. Rồi dưới 58 kg là các chị mặc tốt. Một còn nguyên set như em đang mặc sẽ có giá là 250.000 nhá. Một chiếc sẽ là 150.000 và hai chiếc sẽ là 250.000. Chị nào mình muốn sở hữu comment cho em là A38 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mẫu này thì gồm có 5 màu nha. Em đang mặc màu đỏ này. Cách mặc sẽ là màu đen. Rồi màu hồng màu phấn này, màu trắng cho các chị lựa chọn và có màu xanh rêu nữa. Mình thích lấy màu nào thì mình hãy comment màu đó đi ạ. Chất vải man mặc bao mát cho các chị luôn nha. Rồi A38 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Rồi giá 150.000 nha các chị ơi, 150.000 một chiếc A38 nha. Rồi Trinh Mai có thấy chị luôn đấy ạ. Mạng lắc quá chị ơi, thì mình thoát ra vào lại cho em được không ạ? Ok Huế Nguyễn, thêm em địa chỉ nào chị có vừa luôn chị nhá. Rồi A38 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Mẫu này sẽ dành cho những chị nào mình dưới 58 kg mặc ok đó chị nhá. Rồi 150.000 một chiếc. Hồng Anh thêm em địa chỉ đi ạ. Thêm em địa chỉ nào. Yến Nguyễn mình comment cho em cộng số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. A38 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nha các chị. Dương Đào thêm em địa chỉ đi ạ. Dưới 58 kg mặc tốt các chị ơi. Dưới 58 kg mặc mẫu sơ mi này cực kỳ tốt. Mẫu này thì tay lửng nên rất là mát luôn. Mặc cực kỳ trẻ trung và rất là nhẹ nhàng xinh đẹp luôn các chị nhá. Chị nào mình muốn sở hữu hãy nhanh chóng comment cho em đi ạ. A38 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Ok. Rồi giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 các chị nhá. A38 ạ. Ok, Đỗ Dung với chốt đơn hàng này. A38 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ các chị ơi. Mình đầy đủ thông tin thì bên em mới chốt được đơn hàng đấy ạ. Rồi A38 là mã của cái sản phẩm này. Mặc sơ mi như thế này mình mặc đi làm đi chơi rất là ok. Kèm một chiếc váy zip công sở như thế này hoặc một chiếc quần baggy nha các chị ơi. Đảm bảo là siêu xinh luôn ạ. Công sở vừa lịch sự mà nếu là đi chơi cũng vô cùng là sang chảnh luôn. Rồi comment cho em nào. A38 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Em có thấy chi Huế nhá. Phương Anh, Phương thêm em địa chỉ nào. Rồi em đang mặc là màu đỏ, màu trắng này, đó, màu hồng phấn này, màu xanh rêu này, anh đang mặc là màu đen nha các chị nha. Rồi A38 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Huyền Nguyễn ok em chốt đơn hàng nha. A38 nha chị Bình Minh nhá. A38 ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k đấy ạ. Rồi giá một chiếc là 150.000 và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 nha chị nha. Và các chị mua nguyên set thì cũng có giá là 250.000. Chất lụa bao mát các chị ơi, chất voan bao mát mẻ cho các chị luôn. Với thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, mùa hè càng nóng lên rồi đúng không ạ? Nên việc sở hữu cho những cái chất liệu sơ mi như thế này thì cực kỳ là ok và rất là mát luôn các chị nhá. Nên chị nào mà mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment nào. A38 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng và giá một chiếc áo chỉ là 150.000 thôi. Siêu rẻ luôn đúng không ạ? Cực kỳ rẻ luôn. Rồi Hồng Khanh thêm em địa chỉ đi ạ. Ship như thế nào lấy hai chiếc? Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc có giá là 250.000 đấy ạ. Rồi rẻ lên được gần một nửa luôn. Vì thế tội gì mình không được sở hữu hai chiếc đúng không các chị? Mặc sơ mi không bao giờ là thừa cả. Các mẫu sơ mi càng ngày ra càng nhiều luôn nên là mình cứ sở hữu mỗi mẫu chiếc bởi vì nó cực kỳ là rẻ thôi chứ không phải là quá đắt đâu ạ. Nên là mình cứ sở hữu cho là thay đổi bản thân một chút đúng không ạ? Trở nên xinh đẹp hơn chẳng hạn, trở nên phong cách hơn. Rồi nhanh chóng comment cho em đi nào. A38 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Một set có giá là 250.000 nha các chị nhá, 250.000. Huế Phạm theo số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Rồi mặc hồng ok, lát em sẽ mặc hồng luôn. Em có nhìn thấy chị Thu Hà luôn nhá. Rồi A38 nào kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Chị Bình Minh địa chỉ cho em đi ạ. Rồi ok Nguyễn Hồng cho đơn hàng, Lê Hảo địa chỉ đi ạ. Những chị nào mà mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em để bên em cho đơn hàng cho chị nhá. A38 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Ok cho chị xem màu sắc. Ok, em đang mặc là màu đỏ nha, cành mặc sẽ là màu đen và đây sẽ là màu trắng này. Hồng phấn nha các chị ơi, và đây sẽ là màu xanh rêu. Mình lấy màu gì thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. A38 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Một chiếc có giá là 150.000 và hai chiếc là 250.000 nha. Mình đầy đủ thông tin cho bên em để bên em chốt đơn hàng đúng không ạ? Và gửi hàng cho các chị sớm luôn. Rồi một set gồm những gì chị ơi? Một áo, một váy là 250.000, đó là một set của nó đấy ạ. Chị nào mà mình thích chân váy bút chì này thì nhanh chóng đặt hàng thôi, rất là rẻ luôn. Rồi có mấy màu chị ơi, có 5 màu tất cả nhá. Áo một chiếc sẽ có giá là 150.000 và hai chiếc sẽ là 250.000 đấy ạ. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin thì bên em chốt đơn hàng nào. Rồi chân váy cách mặc thì cũng giống như em mặc thôi chị ơi. Màu hồng đi, ok chị ơi, màu hồng đây, lát em sẽ mặc qua màu hồng cho các chị xem. Chị nào mình thích màu hồng thì comment cho em là A38 hồng kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho bên em đi ạ.
Rồi A38 các chị ơi, A38 kèm màu, kèm số điện thoại, có vị trí nhận hàng. Bên em thì hôm nay không có set mẹ bé chị nhá. 60kg thì mình mặc mẫu đây chật rồi ạ. Dưới 58kg là mình sẽ vừa chỉnh chiếc áo như thế này. Sơ mi này mặc chất voan và áo mát mẻ cho các chị luôn. Nên chị nào mà mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em đi ạ. Ok chị Hiền Nguyễn, mình comment cho là nguyên set áo đỏ, cộng số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em nào. Rồi 58kg vừa luôn chị Hoàng Thị Nhung nha, màu đen có luôn, comment cho là nguyên set hoặc chị lấy áo màu đen thì comment là A38 đen, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Giàn Thiên Lý em số điện thoại địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Ok Khánh Huyền em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt được đơn hàng các chị nhá. Nếu các chị mình thiếu thông tin địa chỉ là bên em không chốt được đơn hàng đâu ạ. Rồi ok Khánh Huyền em chốt đơn hàng nhá. A38 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em được không ạ? Bây giờ em sẽ qua mặc màu hồng cho các chị xem các chị nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua màu hồng đấy ạ. Rồi đây em sẽ mặc hồng phấn đây. 60kg mình mặc chật rồi nhá các chị nhá. A38 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Rồi mẫu này có mã là A38 đấy các chị ơi. A38 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok Hoa Ngọc Lan chị ơi, thêm cho em địa chỉ nào. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt được đơn hàng các chị nhá. Cái chân váy thì bên em không bán rời đâu ạ, bên em bán nguyên set. Thu Hà thêm em địa chỉ nào. Bùi Thị Liên ok cho đơn hàng nha. Trần Tâm 58kg mình vừa luôn đấy ạ. A38 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em để bên em cho đơn hàng nào. À, có bộ công sở ấy chị ơi, em đang mặc trên người là bộ công sở mà. Ngọc Lan Lâm ok cho đơn hàng nhá. Một set có giá là 250.000 các chị ơi. 58kg vừa không chị, nhóm trẻ hồng thắm 58kg chị có vừa luôn đấy ạ. Cả set là 250.000 các chị nha. Chị nào mình lấy thì comment rõ cho em đi ạ. A38 kèm màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng nào. Rồi đây sẽ là màu hồng phấn ạ. Chị nào mình thích cái màu hồng phấn thì comment nào. A38 kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em. 58kg vừa luôn chị nhá. Chân váy bao co giãn luôn nhá. Dưới 58kg là các chị mặc cực kỳ tốt rồi. Chị nào mình lấy thì comment cho em đi ạ. A38 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Mẫu công sở bao xinh bao đầy các chị luôn. Rồi ok Thu Hà cho đơn hàng nha. Em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Chị nào mình muốn xem thì anh nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em nào. Ok Hoàng Thị Nhung em cho đơn hàng nhá. Em cao 1m65 và nặng 48kg ạ. Rồi những chiếc sơ mi rất là xinh như thế này, mình mặc công sở này các chị ơi, mặc công sở ngồi văn phòng này hoặc là đi làm, đi dạo, đi chơi thì rất là ok. Và sơ mi này ưu điểm của nó là chất voan, đảm bảo bao mát mẻ cho các chị, chất đẹp luôn nha, hàng loại một luôn đấy ạ. Nên chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin cho bên em nào. A38 kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Thơm Lê địa chỉ cho em đi ạ. Nguyễn Thị Hằng số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho bên em nào. Ok Thương Ngọc Thiên em cho đơn hàng nha. Rồi Hoa Ngọc Lan em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. A38 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Rồi sai lờ chị Hoàng Thị Nhung, mình comment cho em bên em thì áo bên em là hàng freestyle nha. Mình cứ dưới 58kg là bao xinh đẹp vừa bạn đó các chị rồi. A38 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ship ở tỉnh thì khoảng 2 đến 3 ngày là các chị nhận được hàng rồi các chị nhá. Ship về Đồng Nai là 30k Đỗ Vân nha. Rồi một chiếc áo có giá là 150.000 và hai chiếc giày giảm giá còn 250.000 đấy ạ. Nên chị nào mà mình muốn sở hữu thì comment cho em là A38 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em được không ạ? Rồi chị nào mình muốn xíu thì anh nhanh chóng nào, bởi vì em chuẩn bị qua một mẫu khác rồi đấy ạ. Nhanh chóng đầy đủ thông tin cho bên em là A38 kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng nha. Mẫu này màu đâu hả chị? Giá bao nhiêu tiền vậy? Giá áo này một chiếc là 150.000 và hai chiếc sẽ là 250.000 nha các chị ơi, hai chiếc sẽ là 250.000. Em đã qua một mẫu mới để giới thiệu cho các chị này. Mẫu này cũng cực kỳ là xinh luôn nha các chị ơi. Rất là xinh luôn. Rồi đây một mẫu sơ mi đi ạ. Rất là xinh luôn này. Chị nào mình thích thì comment cho là A36 đi ạ.
đẹp mi. Rồi có chị nào mình thích áo này không ạ? Đẹp quá luôn này. Rồi sơ mi nha, sơ mi cũng chất hoa luôn. Kèm với một chiếc chân váy như đang mặc hoặc là một cái chiếc quần baggy nữa rất là ok. A36 kèm màu đi ạ. Thôi thì đừng màu luôn. Rồi A36 các chị ơi, mã bên này A36. Có chị nào mà thích màu vàng như đang mặc không ạ? Rồi 70 cân mình mặc mẫu này chật chị ơi, hai chiếc áo sẽ có giá là 250.000. A36 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Rồi Kiên Lê đúng rồi, A36 nhà mã của em này là A36, sơ mi rất là xinh luôn này. Có cổ nha, mình mặc đi làm đi chơi thì rất là ok. Sơ vi này hoặc là mặc với chiếc quần baggy, một chiếc chân váy Gucci như em đang mặc cũng được. Ok, Nguyễn Linh thêm cho em địa chỉ đi ạ. Giá là 150.000 một chiếc các chị ơi, hai chiếc sẽ có giá là 250.000. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho bên em đi ạ. A36 kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ nhá. Áo này thì gồm có tất cả là 4 màu. Em đang mặc là màu vàng này, màu trắng này, màu đen và màu hồng nha. Đó, tất cả 4 màu cho chị lựa chọn. Mình lấy màu nào mình comment cho là A36 kèm màu đó, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, Nguyễn Hằng cho đơn hàng nha. Rồi ok, Nguyễn Hiền thêm em địa chỉ đi ạ. Mẫu này có giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 các chị nhá. Sơ mi bên em bao đẹp, chất đẹp cho các chị hàng loại một luôn. Áo canh đang mặc bao nhiêu tiền chưa? Áo canh đang mặc có giá 150.000 một chiếc. Mã của nó là A38 nha các chị nha, A38. Mai Phương A38 có giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ là 250.000 đấy ạ. Rồi Phi Yến TQ mình lấy màu vàng A36 comment số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng ra cho bên em đi ạ. Trần Thu Hương kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em nào. A38 kèm, em đang mặc là A36 nha. A36 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đúng không nào. Áo này thì gồm có tất cả là 4 màu. Em đang mặc là màu vàng này, màu đen này, màu trắng và màu hồng nhá. Mình thích lấy màu nào thì mình hãy comment cho em rõ màu đó đi ạ. Ok, Vũ Trà Ly em cho đơn hàng nhá. Mình 60kg mình mặc mẫu này chật rồi ạ. Mẫu này dành cho những chị nào dưới 58kg là mặc ok. Mẫu này rất là xinh và màu vàng thì rất là nổi bật luôn này. Đó. Có sai. Ok, Vũ Trà Ly nha. Nguyễn Loan kèm màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Chị Bình Minh kèm địa chỉ ở bên em đi ạ. Bên em là áo này hàng free size chị nhá. Free size, mình dưới 58kg là mình mặc mẫu này cực kỳ tốt rồi đấy ạ. Rồi, nhanh chóng đầy đủ thông tin cho bên em nào. Giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 nhá chị nhá. 65kg mình mặc chật rồi đấy ạ. Nguyên set em đang mặc có giá là 250.000 nhá. Rồi đây sẽ là nguyên set gồm một chân váy và một áo như thế này. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em đi ạ. A36 kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Thu Duy ok em cho đơn hàng nha. Nhóm trẻ ông tắm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Lê Thu Hương địa chỉ cho bên em nào. Rồi Lê Hảo thêm cho em địa chỉ đi ạ. Hồng Thiên em, Hương Thiên em cho đơn hàng rồi nha. A36 kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Chất voan bao mát mẻ cho chị luôn, chất siêu dày dặn nha. Hàng loại một bên em chất siêu dày dặn luôn đấy ạ. Nên chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment thông tin đầy đủ để bên em chốt đơn hàng không nào. A36 kèm màu, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Minh Tuyết thêm em số địa chỉ nào chị ơi. Vũ Trà Ly thêm em địa chỉ đi ạ. Tạ Nga em cho đơn hàng nha. Rồi mẫu này là A36 các chị ơi. A36 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Ok, Nguyễn Linh em cho đơn hàng nhá. Ok, Thu Duy chị nhá. Rồi chị Phạm Liễu thêm em địa chỉ đi ạ. Nguyên set có giá là 250.000 các chị nhá. Nguyên set sẽ là 250.000. Nên chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment nguyên set thì comment cho là nguyên set kèm màu áo, kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ nha. Ok, Thùy Mai thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Hà Tinh ơi, mình lấy màu hồng thì mình comment rõ cho em là A36 màu hồng nhá. Rồi 65 cân mình mặc mẫu này chật rồi ạ. Hiền Nguyễn kèm địa chỉ cho bên em nào. Mã kèm này là A36 các chị nhá. Sơ mi này mình mặc đi làm đi chơi thì rất là ok. Và sơ mi là thứ trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo rồi đúng không ạ. Mặc vừa đẹp, vừa lịch sự, vừa đơn giản, vừa sang trọng luôn. Rồi giá cực kỳ sốc luôn, rẻ lắm ý. 150.000 một chiếc và hai chiếc chỉ có giá là 250.000 thôi. Chị nào mình lấy được comment rõ cho em đi ạ. A36 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Rồi giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 ạ. 60kg bon không bon chen được chị ơi, mẫu này chỉ dưới 58kg thôi. Tì Hà Tình thêm em số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Bao nhiêu tiền, giá là 150.000 một chiếc, hai chiếc là 2.5 và dưới 58kg là mình mặc tốt mẫu này các chị nhá. Ok, Thùy Mai em cho đơn hàng ạ. Có nha chị Tạ Nga ơi, mình cứ lấy hai chiếc sơ mi là mình được tính là 250.000 rồi. Rồi, nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho bên em nào. Chị nào đang thích mẫu này comment cho em là A36 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Nguyễn Anh Huyền thêm em số điện thoại cùng địa chỉ nhận hàng đầy đủ được không ạ? Ok, ship nữa là bao nhiêu chị ơi? Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k chị nhá. Hà Tình thêm em địa chỉ đi ạ. Hoàng Hà Hoàng ok thêm cho em địa chỉ nào.
Rồi Thái Bình rồi, em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Mẫu này là có mã A36 ấy các chị ơi, mình mua hàng thì mình hãy đầy đủ thông tin cho bên em để bên em cho đơn hàng và gửi hàng cho các chị luôn được không ạ? Rồi, và những chị nào mình mua hàng từ nãy giờ mình đang thiếu thông tin bên em thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin một cách đầy đủ nhất các chị nhá. Ok Khánh Huyền, em cho đơn hàng rồi ạ. Một chút còn gãi thêm cho em địa chỉ nào kèm thêm màu áo nào. 336 mình lấy màu gì đấy ạ thì comment rõ cho em. Em đang mặc trên người là màu vàng. Đây sẽ là màu đen nha, màu trắng và màu hồng đấy ạ. Mình thích lấy màu nào thì mình hãy comment cho em màu đó đi nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ Nhật Nam. Ok Đỗ Nhung cho đơn hàng nha, Phạm Liễu thêm em địa chỉ đấy ạ. Em có nhìn thấy chị Diệp Nguyễn luôn nhá. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ Nhật Nam đầy đủ để em cho đơn hàng được không ạ? Ok chị Hiền Nguyễn nha, em có nhìn thấy chị Diệp Nguyễn luôn ạ. Rồi A36 á chị ơi, A36. Tuyết Nhung Nguyễn địa chỉ cho em đi ạ, Phúc Hồng chị có vừa nha. Dưới 58kg mình đã mặc tốt mẫu này rồi. Áo đang mặc có giá bao nhiêu chị ơi? Áo đang mặc có giá là 150.000 một chiếc. Và khi các chị mua 2 chiếc thì chỉ còn có 250.000 thôi đấy ạ. Em có nhìn thấy chị An Nhiên nha. Rồi A8 là canh đang mặc các chị ơi, A8 là mẫu canh đang mặc. Một áo của chị Nguyễn Thị Sinh, một áo có giá là 150.000 và khi mình mua 2 chiếc là có giá là 250.000 nha. Chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng đây, bên em cũng sẽ báo là nguyên set nằm mặt trên người. Nguyên set này sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Chị nào mà mình lấy thì mình hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin để bên em chốt đơn hàng được không nào. A38 kèm màu, A36 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok Thanh Huyền Vương chốt đơn hàng chị nhá. Phúc Hồng mình 58kg vừa luôn đấy ạ. Hoàng Thị Nụ Trinh em cho đơn hàng chị rồi nha. Rồi A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em để bên em chốt đơn hàng nào. Rồi áo này siêu xinh các chị ơi, cổ cực kỳ xinh luôn ạ. Rất là còn thiết kế kiểu cổ chữ V nên cảm giác nên tạo ra cái cảm giác cực kỳ là trẻ trung với cái sơ mi các chị nhá. Tay này sẽ là dáng tay dài một chút. Đó, nếu mà mình nó là chảy chảy như thế này, khi nào mình nếu không thích thì mình có thể mặc ngược lên như thế này, kéo lên như thế này đều rất là ok, rất là trẻ trung luôn. Rồi kết hợp một chiếc quần baggy hay là một chiếc váy như nào cũng rất là ok. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em được không ạ? Ba chiếc giá là còn 125.000 một chiếc chị nhá. Phi Yến Tây Quy em cho đơn hàng rồi ạ. Nhiều một cái vậy, giá là 150.000 một chiếc ạ. Hai chiếc sẽ có giá là 250.000. Rồi đây màu hồng đấy chị ơi. Đây sẽ là màu hồng nhá, hồng phấn. Đủ 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Em là màu vàng này, đây sẽ là màu hồng, màu đen và màu trắng nha. Mình thích lấy màu gì thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. Rồi mẫu trước là A38 chị ơi, mẫu trước là A38. Ok nha, Phi Yến TQ em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. 49kg 1m54 vừa luôn chị Thoa Trần nhá. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em được không ạ? Nguyễn Anh Huyền mình comment cho em tìm địa chỉ nó chị ơi. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ bên em mới chốt đơn hàng các chị nhá. Rồi các chị ơi, một cái áo này sẽ là 160.000 một chiếc và hai chiếc sẽ là 260.000 nhá. Rồi em vừa nhầm lẫn giá một chút đấy ạ. 160.000 một chiếc này các chị ơi, còn hai chiếc sẽ là 260.000. Ok Diệp Nguyễn em cho đơn hàng chị nha. Rồi cái áo này sẽ có giá là 160.000 và mẫu trước là 150.000 nha. Mẫu này sẽ có giá là 160.000. Chất dày dặn hơn ạ. Nên chị nào mình muốn lấy thì comment cho em nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho bên em đi ạ. Rồi chị Hiền Lê mình lấy bộ trên người em mặc thì mình comment cho là set áo, nguyên set áo vàng cộng số điện thoại địa chỉ nhận hàng nha. Một chiếc áo sẽ có giá là 160.000 và hai chiếc sẽ có giá là 260.000 đấy ạ. Chị nào mình lấy thì mình nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em nha. Dưới 58kg mình mặc mẫu này tốt luôn đấy ạ. Rồi các chị ơi, giá 150.000 đấy các chị nhá, 150.000. Quay về giá 150.000 rồi đấy ạ. 150.000 một chiếc nha chị ơi, chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment cho em nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Ok. Áo này đi dậy thoải mái mà chị Nguyễn Thị Mai, nó có quá hở đâu ạ, không quá hở nha. Thoải mái luôn. Áo em mặc có giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ là 250.000 và cân nặng thì từ dưới 58kg mặc tốt luôn các chị nhá. 42kg vừa luôn chị ơi. Rồi A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho em nếu các chị nào thích mẫu này đi ạ. Mẫu này thì gồm có 4 màu nha. Em đang mặc là màu vàng này,
màu hồng này, màu đen và đây sẽ là màu trắng là màu cuối cùng. Mình thích lấy màu nào thì mình hay comment cho màu đó đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Một chiếc có giá là 150.000 và hai chiếc sẽ 250.000 nhá. Áo đen đằng sau bao nhiêu chị ơi? Áo đen đằng sau cũng thế, giá tất cả sơ mi đồng giá là 150.000 nhá chị nhá. Mẫu sau sẽ là A38 nhá. 60 cân mình mặc chật rồi chị nhá. 100% quyền lợi của chị là sẽ được kiểm tra hàng chị Thanh Toàn đấy ạ. Ok, Nguyễn Anh Huyền em chốt đơn hàng nha. Nguyễn Dung em chốt đơn hàng nha. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt được đơn hàng á chị nhá. Rồi, có mất ship không? Nga Nga Vũ, ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k đấy ạ. Giá ship cũng rất là rẻ đó chị ơi, từ mẫu mã này cho đến sản phẩm này, sản phẩm thì từ người yêu mũi chị bao chuẩn rồi. Và kể ngay đến cái tiền ship thôi, bọn em sẽ cũng sẽ ship rẻ nhất có thể đó chị, và bên em cũng đã hỗ trợ ship rồi nha. Rồi, ship cực kỳ rẻ luôn đấy ạ. A36 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em nào. Ok, Thu Vũ em chốt chị rồi nha. Có những màu gì ạ? Quyên Quyên, em đang mặc là màu vàng này, đây sẽ là màu hồng nha. Màu đen và màu trắng. Đó, mình thích lấy màu gì thì mình hãy comment cho em màu đó đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng nào. Ok, chị Hồng Lê mình lấy một hồng một trắng comment cho là A36 hồng phải trắng em số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. 48 cân vừa luôn chị ơi, không rộng nhá. 100% quyền lợi của chị là sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nên chị nào mà mình muốn sở hữu và khi nhận hàng nó thì mình hãy kiểm tra hàng thật kỹ cho em đi ạ. Nếu lỗi do màu nhầm màu này hay do nhà sản xuất bị rách dưới gì thì bọn em sẽ đổi trả lại cho các chị nhá. Chị Phương Như giá 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 ạ. Ok, bao nhiêu vậy? Ship à? Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k chị nhá. Rồi, áo đằng sau có màu khác không chị ơi? Áo đằng sau sẽ có màu hồng, màu đỏ, màu đen và màu trắng nữa nha. A38 là mẫu đằng sau. Vải khởi siêu dày luôn chị Phương Đỗ Thị nhá. Chất vải siêu dày và mặc siêu mát luôn. Đây là chất lượng voan nha. Chất voan mặc siêu mát rồi đấy ạ. Ok, Lê Gia Bảo thêm cho em địa chỉ nào. Những chị nào mình thiếu thông tin thì mình hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng. Những chị nào mình từ nãy giờ mình đang thiếu thông tin địa chỉ thì hãy nhanh chóng bổ sung thông tin địa chỉ cho bên em một cách đầy đủ nhất các chị nhá. Rồi, chân váy co giãn luôn chị Nguyễn Dung nha. Shop em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đấy ạ. Rồi, chị nào mình ở gần shop thì có thể qua trực tiếp xong mua hàng cũng được. Còn nếu các chị ở xa bên em ship toàn quốc luôn, nên các chị yên tâm dù các chị ở đâu trong Việt Nam, mình đều có thể mua hàng được bên Queen Mission nhá. 1m50 55kg vừa luôn chị ơi, 1m50 55kg vừa xinh luôn. A36 58kg vừa luôn chị Ngoan HD nha. Vừa xinh luôn đấy ạ. Mẫu này bác chị bằng 58 và dưới 58kg là mình mặc đẹp luôn rồi. Ok, Thơ Nguyễn em cho đơn hàng nha. Ngọc Lê thêm em địa chỉ đi ạ. Giá một chiếc là 150.000 và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 nha chị nhá. Rồi, nhanh chóng đầy đủ thông tin để bên em cho đơn hàng nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Sơ mi này mặc bao mét mẻ luôn, bao mát luôn bởi vì nó là chất voan, mặc rất là lịch sự đúng không chị? Mặc có thể đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, đi đâu đều rất là ok với mẫu này. Kèm một chân váy Gucci hoặc và một cái chiếc quần Maggi đều rất là ok luôn. Cổ chữ V rất là trẻ trung. 1m50 vừa xinh luôn chị ơi. Ly Bông Huy thêm em số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đi ạ. Y Mua Eban thêm em địa chỉ nào, chị lấy màu gì comment rõ cho bên em được không ạ? Rồi, A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi nào các chị ơi. Bộ em đang mặc có giá là 150.000 một chiếc nha. Nguyên set thì sẽ là 250.000, còn áo riêng một chiếc sẽ là 150.000 và hai chiếc áo sẽ có giá là 250.000. Rẻ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chân váy chị ơi, chân váy bao co giãn các chị nhá. Chân váy bên đây là hàng free size ạ, co giãn bao co giãn tốt luôn, bao giá bao chất cho các chị luôn, rẻ nhất thị trường là một chiếc áo sơ mi như này, quá rẻ rồi đấy ạ. Đảm bảo là các chị không mua được ở đâu với chị áo sơ mi với cái chất liệu đẹp như thế này với giá là 150.000 đó các chị nhá. Nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ để bên em cho đơn hàng không ạ. Ngoan HD ok em cho đơn hàng nhá. Rồi, mình nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em để bên em cho đơn hàng nào. Có mỏng không chị Bích Phượng Trương ơi, chất này là chất dày đúng không chị ơi, hàng loại 1 luôn đấy ạ. Hàng loại 1 nhá, chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu ạ. Loại 1 bên em mà bán cho chị với giá cực kỳ là rẻ luôn, các chị yên tâm đi. Đảm bảo là các chị nhận được hàng cái chiếc áo này thì 100% sẽ hài lòng với chất này. Và bao mát mẻ cho các chị, mình mặc đi làm đi chơi thì rất là ok. Em vẫn là em địa chỉ cho bên em đi ạ. Chân váy bọn em không bán giờ chị ơi, bán nguyên set là 250. Sơn ngại ok cho đơn hàng nha. Rồi, nguyên set sẽ có giá là 250.000. Và chị nào mình lấy nguyên set thì comment cho em là nguyên set, kèm màu áo, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Lê Gia Bảo cho đơn hàng nha. Áo trên canh cũng có giá là 150.000 ạ. Tất cả những mẫu áo sơ mi đều đồng giá là 150.000 luôn.
Rồi, Nguyễn Thanh Bình giá là 150.000 một chiếc và dưới 58kg là mình mặc áo sơ mi này rất là ok rồi các chị nhá. Chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment cho bên em nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại cũng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Rồi, Lê Khuyên bao nhiêu vậy em? Giá là 150.000 một chiếc nha. Và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Ok, 65 ký mình mặc mẫu này chật rồi chị ơi. Mẫu mà đang canh mặc là A38 nha các chị nhá, A38. Mình mua riêng áo được chị Trang Trần nha, một chiếc áo là 150.000 và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Có màu trắng luôn chị Bích Nguyễn nhá, có màu trắng có tất cả là 4 màu này. Em đang mặc là màu vàng này, đây sẽ là màu hồng, rồi màu đen và màu trắng nha. Đây màu trắng đây. Màu trắng với màu đen là cái màu cơ bản, màu truyền thống rồi đúng không ạ? Bên cạnh đó còn có màu vàng cực kỳ là nổi bật và là màu hồng cực kỳ nhãn nhãn đã với chị lựa chọn nữa. Ngọc An, áo mã số mấy chị ơi? Áo này là A36 nha. Kèm số điện thoại, màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Rồi em cao 1m65 chị ơi, Linh chị có vừa nha. Shop em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đấy ạ. Rồi các chị nào mình ở gần shop thì có thể qua shop cho em tiếp em mua hàng cũng được. 70 cân mình không vừa chị nhá, 70 cân thì mình mặc chật mất rồi. Chị Quyên Quyên, A38, chị ơi A38 là mẫu này nhá. Đây sẽ là A38 là lúc em livestream ngay từ đầu đấy ạ. Còn em đang mặc trên người là A36 các chị nhá, A36. Chị Thơ Nguyễn, hai chiếc sẽ có giá là 250.000 ạ, 60 ký mình mặc chật rồi. Chị Hữu Vương ơi có chị nhá, miễn là hai áo sơ mi là các chị được tính là 250.000. Bên em là không có sơ mi lớn hơn đâu ạ, bên em là hàng free size thôi, dưới 58kg là các chị mặc tốt mẫu này. Ok, Đỗ Vân em chốt đơn hàng nha. Chị Chuyên Trần thêm em số điện thoại cùng địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng đúng không ạ? Mẫu này sẽ là A36 và chị nào mình lấy comment cho em đi nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Mình phải đầy đủ thông tin thì bên em mới chốt đơn hàng á chị nhá. Chị Thùy Linh Nguyên tí em sẽ check inbox chị sau nha. Chị Bùi Ngọc Hân, mình lấy hai mẫu em mặc thì mình comment cho là A36 kèm hai màu chị lấy cộng số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Chị Huế ơi, mình yên tâm là mình sẽ có vừa chị nhá, 48 cân là chị bằng cân em luôn rồi. Lê Minh Thu ok, cho đơn hàng nha. 58kg ban mai xanh chị có vừa luôn đấy ạ. Nhưng chị nào mà mình dưới 58kg là mình sẽ yên tâm mình mặc vừa mẫu này á chị nhá. Sơ mi rất là xinh luôn đấy ạ. Đó, cổ áo này kèm theo đó là cổ chữ V nữa này, kèm này kiểu rất là trẻ trung, rất là xinh luôn. Đơn giản nhưng cực kỳ là sang chảnh đó các chị nhá. A36 kèm màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng để được sở hữu cái mẫu áo này các chị ơi. Giá 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Bà Xuân Ngô mình có vừa chị ơi, An Tổ chị, em chốt đơn hàng chị rồi nha. Những chị nào mình đầy đủ thông tin là bên em sẽ chốt đơn hàng luôn đấy ạ. Rồi A38 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Em xin lỗi, A36 Thanh Xuân kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok chị Ngọc An, em chốt đơn hàng nha. Hai áo mẫu đang mặc luôn nha shop. Chị ở Bình Định, hai mẫu em đang mặc là 250 kèm với 3.000 thì ship là 280.000 tổng đơn hàng của chị nhá. Rồi chị nào mình muốn sở hữu nữa thì nhanh chóng comment cho em nào. 64 ký mình mặc chật chị Lê Hồng nha. Đây ạ, tất cả là có 4 màu nha các chị ơi, 4 màu này, em đang mặc màu vàng này, đây sẽ là màu hồng này, màu đen và màu trắng. Tất cả có 4 màu cho các chị lựa chọn. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho bên em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Lông ly bông y thêm em địa chỉ, em chốt đơn hàng chị rồi ạ. Có màu trắng chị Thu Hà Đình nhá. Mình lấy màu trắng comment cho A36 trắng kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Rồi, A36 là cái mẫu em đang mặc các chị ơi, A36. Ok chị Thanh Xuân, em chốt đơn hàng chị rồi nha. Ly Bông Hy ok, em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. Ngày mai mình thêm cho em địa chỉ nào chị ơi, mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt được đơn hàng chị nhá. Còn những chị nào mà mình thiếu thông tin địa chỉ là bên em không chốt được đơn hàng đâu đấy ạ. Rồi áo này có giá là 150.000 một chiếc và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 nha. Thị Thắm Nguyễn thêm em địa chỉ nào. Áo đen em đang mặc à? Áo đen như canh đang mặc thì là có giá cũng 150.000 một chiếc. Sơ mi tất cả đồng giá là 150.000 các chị nhá.
Ok chị Dương Đào cho đơn hàng rồi ạ. Ok chuyên Trần em cho đơn hàng nhá. Lê Thu Hương em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Nhưng chị nào mình đầy đủ thông tin là mình cứ yên tâm là chắc chắn mình sẽ có hàng. Vì bên em đã có phần mềm cho đơn hàng tự động chốt hết đơn hàng các chị rồi. Mình cứ đầy đủ yên tâm là mình sẽ có hàng nhá. Rồi A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho bên em nhá. Mẫu này thì gồm có tất cả là 4 màu cho các chị lựa chọn này. Em đang mặc là màu vàng. Rồi chị nào mình thích nổi bật thì mình có thể lấy màu vàng. Hoặc là nhã nhặn hơn thì là màu hồng hồng phấn như thế này. Và đây là màu đen và màu trắng là hai màu truyền thống rồi đúng không ạ? Chị nào chắc là cũng có sẽ có tông màu này rồi. Và chị nào mình muốn sở hữu nhanh chóng comment cho em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại để chị nhận hàng đầy đủ nha. Nguyễn Thanh Bình ok chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. À. Bên em thì không có quần nhá chị ơi, hôm nay là không có quần. Và chị nào mà muốn mua nguyên set em mặc thì comment cho em là nguyên set kèm màu áo kèm số điện thoại để chị nhận hàng đầy đủ đi ạ. À. Nguyễn Thùy Liên ok em chốt đơn hàng chị nhá. Bao nhiêu ký mặc vừa chị ơi, dưới 58 kg là chị vừa mẫu này chị nhá. Không có chị ơi, cái mẫu này thì dáng này là dáng tay lưng. Đó, mình có thể để như thế này hoặc có thể kéo lên như thế này đều rất là ok. Rất là xinh với mẫu này luôn, mặc lên bao chế chung cho các chị luôn đấy ạ. Cực kỳ là chế chung với mẫu này luôn. Ok, Su Chu chuẩn cho đơn hàng nha. Duy Lê thêm em địa chỉ đi ạ. Lam Lê ok em cho đơn hàng nha. Những chị nào mình đầy đủ thông tin là yên tâm là mình sẽ có hàng á chị nhá. Ok, Bùi Ngọc Hân em chốt đơn hàng rồi đấy ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nào. Rồi đây sẽ có tất cả là 4 màu cho các chị lựa chọn. Đây là màu vàng này, đây sẽ là màu hồng này. Rồi màu đen nhạt và màu trắng. Đó. Áo vàng này có giá 150.000 một chiếc ạ, 2 chiếc sẽ là 250.000. Ok, em vẫn là em chốt đơn hàng rồi nha. Những chị nào mình đầy đủ thông tin là yên tâm là em có phần mềm chốt đơn hàng tự động rồi. Bùi Ngọc Hân em chốt đơn hàng chị rồi chị nhá. Rồi đây sẽ là màu hồng chị ơi, màu hồng đây ạ, em đang cầm trên tay đây. Màu này màu hồng phấn mọc rất là nhã nhặn luôn. Ok Thơ Nguyễn em cho đơn hàng nha. Giá một bộ này là 250, nguyên set sẽ là 250. Chị nào mình lấy nguyên set thì comment cho em là nguyên set kèm màu áo kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Phương Đinh kèm địa chỉ cho em nào. Rồi nguyên set sẽ là 250.000 đấy ạ. Hoặc là hai áo thì cũng sẽ có giá là 250.000 các chị nhá. Nguyên một áo thì sẽ là 150.000 ạ. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng gửi đủ thông tin cho bên em nào. A36 kèm màu về số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Sáu mươi lăm kg mình mặc chật rồi chị ơi. Yến Nhi thêm địa chỉ đi ạ. Phí ship như thế nào? Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Áo này mình mặc đi đám cưới ok mà chị, rất là dễ mặc mà. Đơn giản nhưng vô cùng là sang chảnh, đôi khi không cần quá những cái bộ trang phục quá là cầu kỳ đâu ạ. Mình chỉ cần đơn giản nhưng mà cực kỳ là đẹp luôn các chị nhá. Đôi khi những cái chiếc áo đơn giản nó lại đẹp hơn những cái bộ quần áo cầu kỳ rất là nhiều. Giá là 150.000 một chiếc, 2 chiếc sẽ là 250.000 ạ. Ok chị ra ga Vũ thêm em địa số điện thoại là chị ơi. Những chị nào mình thiếu thông tin địa chỉ hãy nhanh chóng cập nhật thông tin địa chỉ của bên em đi ạ. Và cái phương thức mua hàng bọn em đã cập nhật ở bên dưới ghi bình luận rất là rõ rồi chị nhá. Mình hãy nhìn vào đó và đầy đủ thông tin cho bên em để bên em chốt đơn hàng đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em nào. Chất gì thế chị ơi, đây là chất voan nha chị ơi, chất voan bao mát mẻ cho các chị luôn. Chất voan nhà mặc với cái thời tiết mùa hè thì cực kỳ là mát luôn đấy ạ. Nguyễn Thị Ngọc Bích thêm cho em, rồi em cho đơn hàng chị rồi nhá. Bên em là hàng free size, mình dưới 58 kg là mình mặc tốt mẫu này nha. Và chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment thông tin một cách đầy đủ nhá cho bên em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng nào. Phương Nguyễn cho em địa chỉ nào chị ơi. Trang Trần ok cho đơn hàng Trang Trần nhá. 60 kg mình mặc chật rồi ạ, mẫu này dành cho những chị nào mình dưới 58 kg thôi. Không sợ mỏng đâu chị ơi, mỏng. Cái áo này bên em là giày bao giày dặn đó các chị mà. Hàng loại 1 luôn đấy ạ. Đây mẫu này là hàng loại 1 nha. Chất bao giày dặn bao đẹp cho các chị luôn. Giá là 150.000 một chiếc và 2 chiếc sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment thông tin cho em nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em để bên em chốt đơn hàng đúng không ạ? Rồi mình phải nhanh chóng đầy đủ thông tin cho bên em á chị nhá. Hoa Thủy hôm qua em chốt đơn hàng chị rồi ạ. 1m68 52 kg vừa xinh luôn chị ơi. 3 chiếc sẽ có giá là 125.000 một chiếc ạ. 3 chiếc sẽ có giá 125.000 một chiếc, các chị tính hơn em nha. 1 chiếc sẽ có giá 125.000 nếu các chị lấy 3 chiếc.
Rồi, chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Phương Đinh ok, em chốt đơn hàng chị rồi nhá. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng để mình được chốt đơn đi ạ. Nó gồm có 4 màu, em đang mặc màu vàng này, màu hồng này, màu trắng và màu đen các chị nha. Đó, 4 màu cho chị lựa chọn. Mình thích lấy màu gì thì mình hãy comment màu đó cho bên em đi ạ. Phương Đinh rồi, em chốt đơn hàng chị rồi. 56 kỳ chị Hà sinh, chị vừa sinh luôn rồi chị nhá. Đẹp luôn đấy ạ. Bùi Như Khánh một chiếc có giá là 150.000 và hai chiếc thì sẽ là 250.000 nha các chị nhá. Rồi, màu trắng không mỏng đâu chị ơi, không hề mỏng đâu ạ. Màu trắng nha. Không hề lộ áo trong các chị yên tâm. Bởi vì chất rất là dày luôn ạ. Chất voan này rất là dày dặn luôn. Ok, Phương Nguyễn em cho đơn hàng chị rồi nha. Rồi chị Lê Thu Hương ơi, hôm nay bọn em sẽ cập nhật cho các chị hai mẫu áo sơ mi rồi đấy ạ. Buổi chiều nay thì khi livestream bọn em sẽ cập nhật tiếp tục những mẫu áo sơ mi khác cho các chị hoặc những bộ váy khác nữa nha. Rồi, ship Hà Nội là 20k chị Nguyễn Sim nha. Ok, Ga Vũ em cho đơn hàng chị rồi đấy ạ. Chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng comment cho em nào. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. À, chị Ngân Lê ơi, mình 62kg thì mình mặc chật rồi chị nhá. Sau em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Uyên Ngọc mình mặc chật rồi ạ. Chân váy xẹp, chân váy như em đang mặc thì nguyên set thì có giá là 250.000 nhá. 250.000, nguyên set như thế này. Chị nào mình lấy nguyên set, comment cho là nguyên set kèm màu áo với số điện thoại để chị nhận hàng đi ạ. Ok, Linh Ngọc em chốt đơn hàng nhá. Đỗ Toan 64kg mình mặc chật rồi ạ. Ok, giờ em sẽ qua thử màu trắng cho các chị xem nhá. Rồi đợi em một chút, em sẽ mặc sang màu trắng cho các chị xem. Áo giá bao nhiêu chị ơi? Giá là 150.000 một chiếc nha. Và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 ạ. Chị Ngân Lê mình mua áo thôi, mình lấy một chiếc sẽ có giá là 150.000 chị ơi. Và hai chiếc sẽ có giá là 250.000. Mình comment cho em là A36 kèm màu kèm số điện thoại để chị nhận hàng đầy đủ đi ạ. Bên em thì không có màu cam chị nhá, không màu cam. Chỉ có màu vàng, màu đen, màu trắng thôi và màu hồng phấn thôi. Lương Hương Trung em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Bên em thì không. Chiều có quần không bạn chị Lê Thu Hương ơi, chắc là chiều sẽ có quần chị ạ. Tí nữa hàng sẽ về và chiều cập nhật mẫu mới cho các chị. Áo sơ mi chị Huyền Đỗ, áo sơ mi nào chị nhỏ? À có cam nhá chị ơi, có cam nhá, chị nào vừa hỏi cam là có màu cam đấy ạ. Ok, Ngân Lê cho đơn hàng nha, vì con em cho đơn hàng ạ. Có màu cam đấy các chị nhá. Ok, Ngọc La Lâm em cho đơn hàng nha. Ngân Lê mình 62kg mình mặc chật rồi ạ. Bùi Như Khánh mình có vừa luôn chị ơi. 52kg 1m6 vừa thoải mái luôn. Hai chân váy một áo bao nhiêu chị ơi? À hai chân váy ạ. Chị Thủy Mai, hai chân váy và một áo. Rồi đợi em hỏi lại một chút chị nhá. Tiền cô, em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. Ok chị Linh Ngọc nha, mình lấy cam thì comment cho em đi ạ. A36 cam kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đầy đủ nào. Rồi chị nào mình lấy nhanh chóng đầy đủ thông tin cho em nào. Đây em sẽ mặc là màu trắng nha các chị nhá, màu vải trắng cho các chị này. Không hề hở một chút nào, các chị yên tâm đi ạ. Vải này rất là dày dặn luôn, chất voan bao dày dặn đó chị. Đó, màu trắng mà rất là xinh luôn, cực kỳ là nổi da luôn. Mình da ngăm hoặc là da trắng được mặc mẫu này rất là ok. A36 cái màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho bên em nào. Chị Thanh Huyền Vương ơi, cái màu mẫu ban A38 thì không có màu vàng chị nhá. A36 thì có màu vàng thôi. Rồi mình lấy cả hai chân váy, hai váy một áo thì sẽ là 125.000 một chiếc các chị nhá. Chân váy bút chì là em đang mặc đấy chị ơi, nguyên set như thế này sẽ là 250.000 nha. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nào. Áo một chiếc sẽ có giá là, một chiếc có giá là 150.000 và hai chiếc là 250.000 chị ơi. Rồi ok chị Ngọc La Lâm nhá, ship chung luôn, chị mua hai chiếc bọn em sẽ ship chung luôn đấy ạ. Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành vào tỉnh là 30k các chị nhá.
Chị áo vàng, chị Nga Nga Vũ mình lấy màu vàng, comment cho là A36 vàng kèm số điện thoại và địa chỉ nhà hàng đi ạ. Em sẽ xin nhắc lại một chút, từ nãy đến giờ những chị nào mình đã đặt hàng bên Queen bọn em mà đang thiếu bất kỳ một thông tin kèm số điện thoại và địa chỉ nhà hàng thì mình hãy nhanh chóng cập nhật bổ sung địa chỉ một cách nhanh chóng đi ạ. Để một chút nữa thôi sẽ có chuyên viên tư vấn bên em gọi điện cho các chị một lần nữa để chốt đơn hàng cho chị và gửi đơn hàng cho các chị sớm để các chị nhận được hàng nhá. Nhưng với điều kiện là các chị phải đầy đủ thông tin cho bên em các chị nhá. Không ngắn đâu chị ơi, cái này mình kéo để em đi lại lại thì nó bị co ấy, chứ không hề ngắn đâu chị ơi. Cái này chị kéo ngắn dài tùy ý luôn mà. Chân váy này là chân váy co giãn, bao co giãn dày dặn cho các chị luôn. Hai áo một chân váy là 125.000 một chiếc các chị ơi, chị tính cho em là 125.000 một chiếc. Soi ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chị nhá. Rồi, Bùi Như Khánh em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. A36 là mẫu áo sơ mi em đang mặc nhá. A36 kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em phải không ạ? Ok, Bùi Như Khánh em chốt đơn hàng nhá. Áo này thì gồm có tất cả là 4 màu. Em đang mặc là màu trắng này, màu hồng, màu đen và màu vàng nhá. 4 màu cho các chị sở hữu luôn đấy ạ. Nên chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin một cách đầy đủ nhất cho bên em. Ok, Bích Phương Trương em chốt đơn hàng nhá. Áo đôi mẹ con thì hôm nay bên em chưa về các chị ạ. Chắc là chiều tối nay bọn em sẽ lấy mẫu áo đôi cho các chị. Chuyên mục gia đình đúng không nhỉ? Ok chị, bên em là Phúc Diễn ở chỗ là cầu Diễn đó chị ơi, đường Hồ Tùng Mậu đi xuống đấy ạ. Chân váy thì bên em thì không bán chân váy rời nhá, bên em bán nguyên set. Một set này sẽ có giá là 250.000. Chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em nào. A36 kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Mình đầy đủ thông tin thì bên em mới chốt được đơn hàng á chị nhá. Mua hai áo là 250.000 chị Thùy Huyền, Thùy Hùng nhá. Rồi hai áo là 250.000 đấy ạ. Một chiếc là 150.000 và hai chiếc sẽ là 250.000. Chị nào mình muốn sở hữu thì nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ địa chỉ cho bên em nào. A36 kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Nga Nga Vũ địa chỉ em đi ạ. Sơ mi bao nhiêu? Chị ơi sơ mi em đang cầm có giá là 150.000 nhá. Và sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Lan Lan Vũ địa chỉ cho em nào chị ơi. Nguyễn Nho mình thêm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng cho bên em đi ạ. Chân váy 5-6kg vừa luôn chị nhá. Ba áo sơ mi thì mình tính cho em là 120.000 một chiếc, 125.000 một chiếc đi ạ. 125.000 một chiếc các chị nhá. Ở bên em sơ mi theo hoa thì chiều nay bọn em sẽ livestream bán sơ mi theo hoa cho các chị. Mua cả set miễn ship ngoại thành đi ạ. À, chị ơi bên em thì không miễn ship được nha, bán cho chị với giá cực kỳ rẻ rồi. Nên ship ngoại thành thì bên em phải chuyển qua bưu điện chuyển phát nhanh nha các chị nhá, chứ bọn em không được thu 1.000 ship nào đâu ạ. Nên các chị vui lòng thanh toán tiền ship cho em, ship bên em cũng đã hỗ trợ rồi. Ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh sẽ là 30k các chị nhá. NLT Yến thêm em địa chỉ đi ạ. Mua nguyên set thì sẽ là 250.000 nhá. Sơn Nguyễn Thị Ngọc em chốt đơn hàng rồi ạ. Rồi chiều nay bọn em sẽ livestream lúc 3 giờ các chị nhá. 3 giờ mời các chị lại vào đó xem livestream tiếp tục. 52kg vừa luôn chị Nguyễn Nho nha. Sơn Nguyễn Thị Ngọc em chốt đơn hàng rồi đấy ạ. A36 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng nào. Đây là chất voan nha các chị ơi, bao mát mẻ đâu chị, với thời tiết mùa hè luôn. Mặc vừa lịch sự vừa đơn giản lại vừa sang trọng ấy, lại còn vừa rẻ nữa đúng không ạ? Rồi còn tội gì mà không sở hữu quần trần trừ gì nữa nào. Comment đi ạ, A36 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em. Mờ quá chị ơi mình có thể thoát ra bảo lại cho bên em đây ạ. Bên em kiểm tra mạng các thứ vẫn ổn định nhá. 55kg A38 vừa luôn chị Thanh Huyền Vương nha. Rồi áo này mình dưới 58kg mình mặc cực kỳ tốt đấy ạ. Áo sơ mi có cổ này kèm theo đó là khuyết hình chữ V, không hề hở nhưng mà cũng rất là đẹp và rất là trẻ trung luôn các chị nhá. Nhanh chóng comment đầy đủ thông tin để bên em chốt đơn hàng nào. A36 kèm màu, kèm số điện thoại, cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em đi ạ. Và những chị nào mình từ nãy giờ đang thiếu thông tin địa chỉ của bên em thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin địa chỉ một cách nhanh nhất các chị nhá. NT Yến ok em chốt đơn hàng chị rồi đấy ạ. À. 55kg A38 vừa luôn chị ơi. Áo này dưới 58kg vừa nhá. Rồi set này 52kg chị mặc xinh luôn đấy ạ. À. Mình cứ dưới 58kg là mẫu này mình mặc rất là ok rồi. Nguyên set sẽ là 250.000 và hai áo sẽ là 250.000, còn một áo sẽ là 150.000 các chị nhá. Nguyễn Nho mình địa chỉ cho em đi ạ. Fan nữ tìm lấy màu gì comment địa chỉ thêm cho bên em đi ạ. A36 kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ để bên em chốt đơn hàng nha các chị. Năm năm ký vừa luôn chị ơi. Rồi còn chị nào mình muốn đặt hàng nữa, muốn sở hữu nữa không nhở? Nhanh chóng comment cho bên em nào. Áo sơ mi này siêu xinh thì tại sao lại không sở hữu nhở? Nó rất là mặc rất là đơn giản và cực kỳ là trẻ trung luôn mà. Rồi năm nay rất là nhiều mẫu áo sơ mi ra đời rất là đẹp đúng không ạ?
áo sơ mi rất là đẹp luôn, và chị nào mình muốn sở hữu nhanh chóng comment cho em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại cộng địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em để bên em cho đơn hàng các chị nhá. Fan nữ thêm cho em số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Su Su chuột em cho đơn hàng chị rồi đi ạ. Rồi mình nhanh chóng nào, mình phải nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em. Từ nãy đến giờ mà những chị nào mình đang thiếu thông tin đặt hàng bên em thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đặt hàng một cách đầy đủ nhất đi ạ, để bên em cho đơn hàng và gửi hàng cho các chị nhá. Rồi 150.000 một chiếc các chị ơi. So với em ở 70 Phúc Diễn cầu Diễn Quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội, chất vải bao mịn đó chị ơi, chất voan mặc bao mát luôn đi, vừa mịn vừa mát vừa đẹp vừa trẻ trung cực kỳ rẻ luôn. Chị Nguyễn Nho mình thêm cho em số điện thoại đi chị ơi, mình lấy nguyên set áo màu gì mình comment rõ ra cho em đi ạ. Một set này có giá là 250.000 thôi ạ. Nguyễn Kim Cương kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em nào. Rồi và Yến Vân em cho đơn hàng nha. Áo này thì gồm tất cả 4 màu, em sẽ phổ biến lại màu một chút cho các chị nắm rõ này. Em đang mặc trên người là màu trắng. Rồi đây sẽ là màu hồng này, màu đen nha, và đây sẽ là màu vàng. Chị nào mình thích nổi bật thì mình lấy màu vàng cho em. Rồi màu vàng đấy ạ. Màu đen và màu trắng là hai tông màu truyền thống rồi. Màu hồng này thì cực kỳ là nhã nhặn. Đó, mình thích sở hữu cua thẩm mỹ của chị, mắt thẩm mỹ của chị mình thích màu gì thì mình hãy comment rõ trên màu đó để bên em cho đơn hàng gửi hàng cho chị sớm luôn đấy chị nhá. A36 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, set to không chị ơi? Set này mình dưới 58 kg mới mặc ok nha. Một kèm một chân váy Gucci như thế này hoặc mình có thể kết hợp một chiếc quần baggy là rất là ok đấy ạ. 45 kg vừa luôn chị Quyên Quyên nhá. Ok, Yến Vân em cho đơn hàng chị rồi ạ. Hà Nhất em cho đơn hàng chị rồi này. A36 các chị ơi, mẫu này là A36, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em để bên em cho đơn hàng được không ạ? 45 kg mặc vừa tốt mà chị ơi, mình cứ dưới 58 kg là mình mặc vừa rồi. Ngọc Thị Võ giá của một em áo này là 150.000 một chiếc. Và những chị nào mình muốn lấy hai chiếc thì sẽ có giá là 250.000 nha. Hai chiếc sẽ là 250.000. Chị Nguyễn Lan Anh ơi, bên em đã gửi rồi đấy ạ. 70 cân, chị Bảo Hưng siêu 70 cân thì mình mặc chật mẫu này rồi chị ơi. Áo sơ mi này sẽ dành cho những chị nào dưới 58 kg nha. Hàng bên em là hàng free size, bao chất đẹp bao giá rẻ luôn cho các chị. Thùy My thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Nguyễn Nho thêm em địa chỉ đi ạ. Mình phải đầy đủ thông tin địa chỉ thì bên em mới chốt đơn hàng các chị nhá. Phần mềm tự động cập nhật bên em nó mới chốt được đơn hàng và gửi hàng cho các chị. Ok chị Thùy Huyền Huyền Hùng nha. Thùy My thì chị ơi thêm em địa chỉ đi ạ. Những chị nào mình đang thiếu thông tin địa chỉ bên em thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin địa chỉ một cách đầy đủ nhất nào. Rồi đầy đủ thông tin để bên em chốt đơn hàng nhá. Chân váy không thì bên em không bán đâu ạ, bên em bán nguyên set. Chân váy chị ơi, chân váy là bên em không bán rồi nha, bán nguyên set luôn ạ. Nguyên set sẽ có giá 250.000 thôi. Một cái bộ áo công sở một set như thế này mà chưa đến 300.000 là quá rẻ luôn rồi đúng không ạ? Bao rẻ nhất thị trường cho chị luôn. Chị ra ngoài shop cái bộ này không dưới 400.000 đúng không chị nhá? Không dưới 400.000 đâu ạ. Bên shop em chỉ bán cho chị với 250.000 kèm theo tiền ship nữa thôi. Không bán đắt cho chị đâu nên các chị yên tâm mua hàng bên Queen đi. Đúng rồi, áo hồng chị Nguyễn Yên mình lấy màu hồng comment cho là A36 hồng đi ạ. Áo một chiếc sẽ có giá là 160.000 và 150.000 xin lỗi, 150.000 và hai chiếc sẽ là 250.000 nha. Ok, vịt con em cho đơn hàng. Đúng rồi, bên em áo bên em là hàng free size. Mình dưới 58 kg mình mặc tốt các chị nhá. Mình còn câu hỏi gì muốn hỏi em thì hãy nhanh chóng comment, và muốn đặt hàng thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ đi ạ. Ok, Hạnh Nguyễn em cho đơn hàng nha. Chị Nguyễn Nhật Khánh lát em sẽ cho em inbox chị sau chị nhá. Ok, Nguyễn Kim Cương cho đơn hàng rồi đấy ạ. Hạnh Nguyễn em cho đơn hàng nhá. Thu Đinh giá là 150.000 một chiếc ạ, 150.000 một chiếc. Chị nào mình muốn lấy hai chiếc thì sẽ rẻ hơn, là chỉ còn 250.000 thôi. Ok, chị Phương Đinh mình lấy màu trắng ở dưới, đổi màu trắng comment cho là A36 màu trắng đi ạ. Rồi, áo có màu gì em sẽ phổ biến lại màu này. Em đang mặc trên người là màu trắng nha. Đây sẽ là màu hồng phấn này các chị ơi, màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng luôn, cực kỳ là tôn da. Màu trắng, đây là sẽ là màu đen này. Và đây sẽ là màu vàng, là màu cực kỳ là nổi bật, vàng đậm một chút nha. Chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng cập nhật thông tin đầy đủ cho bên em đi ạ. A36 kèm màu kèm số điện thoại để chị nhận hàng nào. Thùy Huyền Huyền Hùng ok chị luôn nhá. Chị Nguyễn Dương 48 kg mặc không rộng chị ơi, em mặc em cân kg của em thế đấy ạ. Em cũng 48 kg luôn. Mẫu này rất là dễ mặc, mà sơ mi rất là dễ mặc, có cổ lại khoét cổ chữ V luôn, vừa lại trẻ trung vừa đơn giản vừa đẹp vừa sang chảnh, giá siêu rẻ. Rồi A36 cái màu, số điện thoại để chỉ nhận hàng cho bên em đi ạ. Mỹ Liên Ngô một chiếc có giá là 150.000 chị nhá, và hai chiếc sẽ có giá là 250.000 đấy ạ. Ok, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích mình đổi màu gì thì mình comment rõ bên dưới cho em nào. Linh Nguyễn Thị Linh em chốt đơn hàng nhá. Mua 3 áo là 125.000, giảm sẽ là 125.000 một áo. Thùy My ok em chốt đơn hàng rồi ạ.
Cái áo canh mặc đấy chị ơi, áo canh mặc là sẽ là cái cổ thắt nơ như thế này. Nó sẽ là chiếc áo này nha, mã của em này A38 và cũng có giá là 150.000. Hai chiếc cũng sẽ là 250.000 như áo này luôn các chị nhá, đồng sơ mi bằng giá tiền nhau hết. Chị Hậu Vũ mình có vừa luôn ạ, 53kg vừa xinh luôn chị ơi. Chị Hạnh Nguyễn ơi, em ship rồi chị nhá. Chị Lệ đắng thêm em địa chỉ đi ạ, comment cho em là A36 nào. Rồi, còn chị nào mình muốn sở hữu thì mình hãy nhanh chóng comment đi, em chuẩn bị kết thúc cái live stream này rồi. Vì thế những chị nào mình muốn sở hữu thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin để bên em chốt đơn hàng đi ạ. A36 là mã của sản phẩm, kèm màu các chị lấy cộng số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho bên em. Các chị ơi, mình phải đầy đủ thông tin bên em mới chốt đơn hàng nha. Thị Hằng Nguyễn em chốt đơn hàng rồi ạ. Nguyễn Thị Ngọc Bích em chốt đơn hàng, cô Út họ Trần mình 55kg vừa tốt luôn chị nhá. Vừa xinh luôn mẫu này. Cổ trắng này rất là đẹp luôn, trắng đen kết hợp quá ok đúng không ạ? Thực ra là màu chân váy màu đen thì mình kết hợp màu gì cũng rất là ok, rất là dễ mặc. Tông màu truyền thống mà. Ok, ăn đi Bùi nha, mình lấy 2 3 áo, mình comment rõ cho em nha. A36 cái 3 màu chị lấy kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng. Rồi chị Huyền Linh Phạm mẫu áo sơ mi em đang mặc có giá là 150.000 một chiếc và ba hai chiếc sẽ có giá là 250.000, mã là A36 nha. Chị nào mình lấy comment rõ cho em là A36 kèm màu kèm số điện thoại của địa chỉ nhận hàng đầy đủ đi ạ. Rồi, vậy không còn ai đặt hàng, không còn ai hỏi đến nữa thì em sẽ xin kết thúc cái live stream ở đây. Em chúc các chị có một buổi chiều thật là vui vẻ và nhớ là xem live stream buổi chiều như là buổi tối hàng ngày bên em nhá. Rồi, em chào tất cả các chị và hy vọng các chị sẽ cập nhật được nhiều mẫu mới, nhiều mẫu đẹp với giá thành cực kỳ rẻ với Queen Vision nhá. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các chị.